Thưa quý vị, thưa các bạn, Trung Quốc và Việt Nam có chung đường biên giới trên bộ, trên biển và đường thủy. Chiều dài biên giới đường bộ lên tới gần 400 km, đi qua địa phận của 7 tỉnh phía Bắc của Việt Nam. Đặc điểm này đã mang lại cho hai nước có lợi thế để phát triển kinh tế, nhất là kinh tế thương mại khu vực biên giới, cửa khẩu. Trung Quốc là thị trường lớn phù hợp với trình độ phát triển tập quán của người dân, doanh nghiệp Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc là một đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam và Trung Quốc chiếm 1/4 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc và là đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Kinh tế xã hội của các địa phương vùng biên cũng có nhiều khởi sắc. Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương truyền thống giữa các tỉnh biên giới của Việt Nam với Trung Quốc được phát triển với nhiều hình thức đa dạng. Một số dự án đầu tư đã được triển khai ở khu vực này, kể cả đầu tư trong nước cũng như đầu tư của nước ngoài. Tại hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc do Bộ Công Thương tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị các địa phương, các bộ, ban, ngành tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp để tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai nước nói chung, đặc biệt giữa các địa phương có chung đường biên giới với nhau. Tại hội nghị này, đại diện 7 địa phương biên giới phía Bắc với Trung Quốc đã chia sẻ những kết quả đạt được về tình hình thương mại, đầu tư khu vực vùng biên mỗi địa phương, những tồn tại hạn chế, các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc, đề cập những khó khăn và đưa ra một số đề xuất tại hội nghị. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, hiện tỉnh đang gặp một số khó khăn về vấn đề an toàn thực phẩm, khó khăn trong việc kiểm định, kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc bao bì, nhãn mác, giấy chứng nhận đối với nông sản và thực phẩm khi nhập khẩu vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, hiện nay cửa khẩu quốc tế Lào Cai chỉ có cửa khẩu quốc tế đường bộ là được xuất khẩu trái cây sang với Trung Quốc. Trong khi đó, cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai Hà Khẩu đã được đầu tư kết cấu hạ tầng tốt, nhưng chỉ vận chuyển được hơn 1.000 tấn hàng hóa một ngày và chưa được vận chuyển hoa quả. Còn tại Cao Bằng, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thông quan từ đầu năm 2023 đến nay diễn ra thuận lợi qua 3 cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang. Lưu lượng xe thông quan trung bình khoảng hơn 50 xe một ngày. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt hơn 606 triệu đô la Mỹ, bằng 95% kế hoạch. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm hàng rau quả, thủy sản, hạt điều, hạt tiêu, cà phê. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu bao gồm vải, than và ô tô các loại. Các cái bộ ngành trung ương, trong đó có Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì phải đàm phán để bổ sung những mặt hàng. Hiện nay ví dụ như là của Quảng Ninh thì còn cái mặt hàng sứ biển, thế rồi tôm thẻ chân trắng là cũng có cái dư địa, có cái khối lượng, số lượng rất là lớn. Và đặc biệt là báo cáo của Bộ trưởng năm nay là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ninh năm 2023 này là đã có được cái quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản rất lớn. Báo cáo với Bộ trưởng từ trước bây giờ là vẫn là nuôi của nhân dân gọi là tự phát thôi. Nhưng mà năm 2023 là Quảng Ninh đã làm xong được cái quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản rất là lớn. Đấy, cho nên là hoàn toàn có khả năng để tăng cái sản lượng thủy hải sản để xuất vào thị trường Trung Quốc. Trong đó có sứa biển và thẻ tôm thẻ chân trắng của Việt Nam và Trung Quốc thì đề nghị các cái bộ ngành quan tâm. Thế thứ hai nữa là bổ sung những quy định về phương thức bảo quản đối với từng loại sản phẩm là tươi sống, ướp đá và cấp đông. Thế nữa là cũng đàm phán để về cái giảm tỷ lệ kiểm tra kiểm dịch hàng hóa nông sản hoa quả của Việt Nam và Trung Quốc. Riêng đối với Hà Giang thì chúng tôi có một cái khó khăn riêng, đó là về kết nối, và cái khó khăn nhất lớn nhất đó là hạ tầng giao thông kết nối với phía Quảng Tây và phía Vân Nam. Và đối với địa bàn tỉnh Hà Giang thì hiện nay cái kết nối hạ tầng của phía bạn về cơ bản là hệ thống đường cao tốc và các cái nội dung về logistics và các cái điểm trung chuyển hàng hóa ở bên phía bạn. Đối với phía đối diện của tỉnh Hà Giang thì về cơ bản và đã đầu tư đến các cửa khẩu. Chúng tôi cũng mong muốn là Bộ Công Thương cũng khẩn trương tham mưu với chính phủ ban hành các cái nội dung chỉ đạo gắn với cái giải pháp đồng thời với các cơ chế hỗ trợ cho cái hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch. Đề nghị với Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành để đề xuất với chính phủ ban hành các cái văn bản pháp lý đồng bộ có sự thống nhất, hợp tác tầm chính phủ
và tầm cấp bộ trong triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác biên giới và các cái cơ chế đặc thù về quan tâm đầu tư các khu kinh tế cửa khẩu, đặc biệt là hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu. Để thuận lợi hơn trong thông quan, thời gian qua Lạng Sơn và Lào Cai đã triển khai thí điểm thông quan cửa khẩu số. Việc triển khai cửa khẩu số nhằm tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp, thuận lợi cho các lực lượng kiểm tra, kiểm soát hàng hóa thông quan. Lạng Sơn cũng là tỉnh đầu tiên triển khai thí điểm cái nền tảng cửa khẩu số này. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng có gặp một số các cái khó khăn, ví dụ như là việc tuyên truyền cho các doanh nghiệp mà khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số, rồi là các cơ quan chức năng mà đang thực hiện thủ công trên các cái bản giấy để quay sang thực hiện là xử lý trên nền tảng cửa khẩu số, thì ban đầu cũng có những cái bỡ ngỡ, những cái nhất định. Sau một thời gian triển khai thì là với sự quyết tâm rồi phối hợp chặt chẽ của các cơ quan lực lượng chức năng cũng như là các doanh nghiệp ủng hộ, thì là cái việc mà triển khai nền tảng cửa khẩu số đến cơ bản đến nay là đã thành công. Nền tảng cửa khẩu số là cái nền tảng để kết nối dữ liệu giữa các cái nền tảng giải quyết thủ tục hành chính của các cái lực lượng liên ngành có giải quyết thủ tục hành chính tại cửa khẩu, để làm sao mà liên thông để cho các doanh nghiệp khi mà tham gia giải quyết các cái thủ tục trên cửa khẩu thì nắm được cái liên thông được các cái quy trình, và thứ hai nữa là công khai minh bạch về cái quy trình và để hoạt động tại cửa khẩu khi mà tham gia làm việc các cái thủ tục. Đại diện các bộ ngành có liên quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính cũng ghi nhận giải đáp những kiến nghị liên quan đến vấn đề mở, nâng cấp, công nhận cửa khẩu, kiểm dịch động thực vật tại các cửa khẩu đường mòn, lối mở, mở cửa thị trường nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ghi nhận các ý kiến kiến nghị của các địa phương, bộ, ngành, Bộ Công Thương lưu ý, bên cạnh việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc, thì việc nhập khẩu hàng hóa từ phía Trung Quốc cũng rất quan trọng vì liên quan đến nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi, giao thương thông thoáng cả xuất khẩu và nhập khẩu, quan tâm đến cơ sở hạ tầng, cơ cấu lại thương mại biên giới. Bên cạnh những kết quả đạt được thì hội nghị cũng thống nhất chỉ ra những hạn chế trong cái quan hệ kinh tế thương mại, nhất là thương mại biên giới. Đó là trao đổi thương mại thì chưa tương xứng với tiềm năng, chưa khai thác hết cái năng lực hạ tầng cửa khẩu. Bởi vì chúng ta có mấy chục, bảy chục hơn bảy chục cái cửa khẩu, nhưng trên thực tế chúng ta mới khai thác được 4-5 cửa khẩu. Và thực ra cái lượng hàng thông quan sang bên kia biên giới chưa tương tác gì với nhu cầu của cái thị trường mua, và cũng chưa đáp ứng được cái tiềm năng, cái khả năng cung ứng hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt là của các tỉnh khác. Nên cách mở mới các cặp cửa khẩu thì chưa theo kịp, nhu cầu thương mại. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, thời gian qua, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, đặc biệt giữa các địa phương của hai nước có chung đường biên giới Việt Nam và Trung Quốc, đã có những khởi sắc. Quan hệ hợp tác và phối hợp cộng tác giữa hai bên tiếp tục được củng cố, mở rộng, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Để thực hiện mục tiêu của lãnh đạo cấp cao hai nước đặt ra, cụ thể là thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước, nhất là hợp tác kinh tế thương mại khu vực biên giới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của lãnh đạo hai nước về hợp tác toàn diện, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh tế thương mại biên giới, ra soát sửa đổi hoặc đề xuất sửa đổi các nghị định, thông tư, các cơ chế chính sách có liên quan và tăng cường giao thiệp với đơn vị đồng cấp nhằm tạo thuận lợi hóa thương mại, đầu tư giữa hai nước. Các địa phương cần tập trung ra soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch đầu tư về hạ tầng kinh tế xã hội vùng biên, nhất là hạ tầng kinh tế thương mại biên giới, kể cả hạ tầng thương mại truyền thống và hạ tầng thương mại số. Các tỉnh thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh biên giới, khẩn trương rà soát, quy hoạch lại vùng trồng, vùng nuôi và tổ chức lại sản xuất, chế biến theo đề án xuất khẩu chính ngạch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường đàm phán với phía bạn nhằm sớm ký kết nghị định thư về kiểm dịch động thực vật cho nông sản có thế mạnh của Việt Nam. Đàm phán cấp mới mã số nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam có thế mạnh, triển khai xây dựng, áp dụng cửa khẩu thông minh và áp dụng công nghệ trong quản lý các hoạt động thông quan xuất nhập khẩu, mở mới, nâng cấp các cặp cửa khẩu, mở mới các văn phòng xúc tiến thương mại tại các địa phương trọng điểm của Trung Quốc,
nâng cấp hệ thống giao thông biên giới, đặc biệt là hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối, có tính liên vận quốc tế. Sớm sửa đổi Nghị định 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2018, quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới cho phù hợp với yêu cầu hiện nay. Hy vọng rằng, với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, kinh tế thương mại giữa các tỉnh biên giới của Việt Nam nói riêng và hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung sẽ ngày một khởi sắc.